Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tuyến đường tỉnh lộ 3 thường xuyên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của bà con, đường hỏng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ghi nhận của truyền hình Internet báo Đắk Nông. Đây là tuyến tỉnh lộ 3, đoạn đi qua xã Nam Xuân, huyện Krông Nô. Trên đường xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ trâu mà cứ hễ mưa xuống là thành những vũng sâu. Mặt đường bong chóc nặng. Cái đường này thì nó cũng xuống cấp từ lâu rồi, nó bong chóc rồi ổ gà tùm lum hết á. Chúng đi qua con đường này thì cũng nói chung là cũng hơi vất vả, nó hư hỏng hơi nhiều. Thì cũng cầu mong cấp trên xem xét để sửa chữa cho dân đi lại cho nó thuận tiện hơn. Trên nhiều đoạn của tỉnh lộ 3 xuất hiện những hố sâu. Khi trời mưa, nước ngập sâu khiến các phương tiện qua lại rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nguyên nhân xuống cấp của tỉnh lộ 3 thì cũng do cái xe lưu lượng xe đi lại rất là đông, đặc biệt là xe cũng quá tải rất nhiều, đặc biệt là xe chở vật liệu, cát và một số các cái nông sản gây cái ảnh hưởng xuống cấp tuyến đường này. Và đặc biệt là một số cái tuyến mà mùa mưa thì nó cũng gây ngập úng cục bộ, cho nên là cũng có ảnh hưởng cái tuyến đường này xuống cấp. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí hơn 5 tỷ đồng sửa chữa 7 km hư hỏng nặng trên tỉnh lộ 3. Do ảnh hưởng bất lợi bởi tình hình thời tiết, tiến độ thi công hiện khá chậm. Còn trong thời gian bây giờ mưa gió không đẩy nhanh tiến độ thi công được thì đơn vị sẽ cho xử lý tạm thời các vị trí mà hư hỏng nặng là sẽ để cho đổ đá xuống để đảm bảo an toàn giao thông. Và các cái vị trí mà hư hỏng đấy thì sẽ cho người trực đảm bảo an toàn giao thông và bố trí đầy đủ cọc tiêu biển báo, giăng dây an toàn giao thông. Tỉnh lộ 3 có chiều dài hơn 36 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối huyện Đắk Min và huyện Krông Nô. Việc sửa chữa tuyến đường này cần được triển khai sớm và nhanh hơn để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong thời điểm mùa vụ cà phê sắp tới và cuối năm.